Thưa quý vị, thưa các bạn, cây chè được xác định là cây trồng chủ lực, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại nhiều tỉnh miền núi. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đang tập trung phát triển cây chè theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã nâng cao ý thức trong sản xuất, chế biến, hướng tới phát triển bền vững và đưa thương hiệu chè vươn xa trên thị trường thế giới. Tuyên Quang có gần 8.800 hecta trồng chè. Cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Cây chè đã và đang tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ trồng chè. Những năm qua, nhờ việc chủ động thay đổi, lựa chọn cây giống phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất, chất lượng chè của Tuyên Quang ngày một nâng cao. Các sản phẩm chè Tuyên Quang giờ đây đã có mặt ở khắp các địa phương trong nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Xác định phát triển cây chè là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, chú trọng quy trình sản xuất sạch. Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 45 hecta chè được chứng nhận Việt Gáp. Để phát triển cây chè bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuyên Quang cùng với các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã và các cơ sở sản xuất xây dựng các quy chế, quy trình sản xuất, tiêu chí về trọng lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Hiện nay, việc xây dựng thương hiệu chè gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đã giúp cho thị trường tiêu thụ chè được mở rộng. Đặc biệt, việc thiết lập các kênh phân phối, tiêu thụ ổn định đã làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung và đảm bảo chất lượng, đã thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo được nhiều mô hình đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thị trường chè đã đóng góp cho xuất khẩu của tỉnh bình quân là 3.000 tấn một năm, giá trị xuất khẩu đạt gần 5 triệu USD. Để phát triển ngành chè thì trong thời gian tới, ngành công thương sẽ chủ động phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là ngành nông nghiệp và khoa học công nghệ để rà soát, nghiên cứu và định hướng cho các đơn vị sản xuất chè nhằm phát huy cái kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế về nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm. Và qua đó thì đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và từng bước phát triển để đóng góp nhiều hơn nữa vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với Yên Bái, chè San Tuyết cổ thụ xưa nay được xem là một trong những thức uống thơm ngon bậc nhất cả nước. Chè San Tuyết được trồng ở độ cao từ 1.000 đến 1.800 mét so với mặt nước biển, nơi có độ ẩm cao, thời tiết mát mẻ quanh năm. Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 423 hecta chè San Tuyết, cây cổ thụ nhất hơn 300 tuổi, cây non nhất cũng trên 100 năm tuổi. Chè San Tuyết hợp với khí hậu, đất đai và nguồn nước suối giàng nên xanh tốt quanh năm mà không cần phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu. Để cây chè mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức các lễ hội tôn vinh cây chè, tổ chức các đoàn giao thương, tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm. Việc phát triển cây chè đã giúp xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu, cùng với yêu cầu các doanh nghiệp được cấp giấy nhãn hiệu đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại chế biến, người dân xã Suối Giàng thì cũng thu hái chè theo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Cùng với đó thì Yên Bái đã phê duyệt dự án đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái Suối Giàng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, thực hiện đề án bảo tồn và phát triển chè bền vững Suối Giàng nhằm từng bước đưa sản phẩm chè San Tuyết đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do đó, nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã chè trên địa bàn nhiều tỉnh đã chuyển hướng sản xuất sản phẩm chè theo hướng an toàn hữu cơ. Do đó, các tỉnh cần tập trung chỉ đạo phát triển cây chè theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, tăng cường công tác tuyên truyền và tập huấn, nâng cao nhận thức người dân về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè, chuyển giao công nghệ cho cán bộ khuyến nông, nông dân các vùng trồng chè. Bên cạnh đó, việc khai thác, phục hồi lại các cánh rừng chè San Tuyết cổ thụ trên núi cao, chủ yếu tập trung ở Hà Giang, Sơn La, Yên Bái cũng bước đầu được chú ý triển khai. Đây là nguồn tài nguyên quý, hiếm, được mệnh danh là vàng xanh, không chỉ góp phần vào bảo tồn nguồn gen quý mà còn nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cũng là cơ hội quý để quảng bá thương hiệu chè San Tuyết cổ thụ của Việt Nam đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.